Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Hiện tại, bộ truyện này đang được phát vào lúc 11 giờ và 12 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thạch hoàng giống to, tóc đen dày rậm trên đầu dựng thẳng. Trong con người bắn ra tia sáng hết sức khiếp người, còn rực rỡ hơn so với tia chớp. Hắn cầm trong tay thiên hoang đại kích màu đen, bộc phát ra hào quang không gì sánh nổi, tràn gặp hỗn độn khí, từng bước một tiến lên muốn triển khai đại quyết chiến đáng sợ nhất trên con đường thành tiên không có tử địch hai vị tốt hơn là ngừng chiến đi trương sinh thiên tôn cất tiếng quyền dụ. đúng lúc ấy hang động hỗn độn nổ tung làm gián đoạn ân oán ở bên ngoài bên trong đã xảy ra chuyện phi thường đáng sợ phát sinh bùng nổ kịch liệt à gì đà phật Trung sinh tụng phật hiệu của phật bồn đại thế vang vọng thiên địa rồi lại truyền ra bùng phát ra từng mảng bữa ánh sáng như là lông chim vô cùng trắng nọn bay múa sáng lạc, xinh đẹp, khi tường hòa ập tới tất cả mọi người. Cái gì? Thành tiên à? a di đà Phật Đại Đế thành tiên rồi sao? Cảnh tượng này dẫn phát một hồi chấn động rất lớn, làm cho một ít chuẩn đế ở vực ngoại cũng nắm được, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Mà con đường thành tiên, chứ tôn cổ đại cũng đều khiếp sợ. Giờ các này lộ ra hào quang kỳ diệu, thật sự có người sẽ thành tiên sao? Mà lại ở nở rộ hào quang, sáng ngời đến như vậy vô hóa phi thăng, mưa ánh sáng đầy trời, không phải là loại cảnh tượng sao này. Khí cờ ở tiền tràn ngập, đây là dấu hiệu báo trước sắp thành công lột xác. Từ muôn đời đến nay, thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, từng có người thành tiên, chẳng đại bị A-di-đà Phật đại đế, một mình đánh vỡ, khai sáng một kỷ nguyên mới chưa bao giờ có. Họ có thể nói là do chúng sinh Phật giáo cùng nhau phá vỡ. Lực lượng này không chỉ là một mình A-di-đà Phật Đại Đế mà còn có niệm lực của tất cả tín đồ đến từ bát hoang vũ trụ, tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một đạo quả lớn lao như vậy. Trong hàng động phi tiên, truyền ra một tiếng nổ mạnh kịch liệt, tiên quang càng tăng lên, bắn tung ra từng dải hào quang như là từ thế giới bên kia bay tới. Không đúng là có biến cố rồi. Một vị trí tôn cổ đại lạnh lùng nói ra, rất nhanh, ánh sáng tranh đáp qua một bên. Cùng lúc đó, trời sụp đất nứt, vốn trong hàng động hỗn độn rách nát không chịu nổi, bắn ra loạn thạch xuyên qua không gian. Lập tức, Tu Di Sơn, ngọn núi đệ nhất của bắc đầu, vỡ nát tan tành. Bên trong đã xảy ra sự kiện đáng sợ nhất. Trong bờ hồ nghe được tiếng bi ca của chúng sinh, huyệt quang vô cùng tận. Đó là từng sinh mệnh đang tiêu vong, mà đại đôi âm tự lại đổ dập hơn phần nửa. Tâm biển đồng đại đôi âm tự đổ tung. Trong đó, một mảnh vỡ bay tới đánh vào con đường thành tiên cố định ở trong hỗn độn, mặt trên máu tươi chảy đầm đìa, có máu của chúng sinh, cũng có máu của A Di Đà Phật, nhìn thấy mà ghê người. Thất bại rồi, Phật môn cũng thất bại thảm hại rồi, không thể thông qua, bọn họ cũng không phải là người chính xác. Thần ngã từ niệm lực luyện chế thành kia, tuy rằng ở vào trạng thái tối đỉnh phong, nhưng chung quy không phải là bản thân của A Di Đà Phật đại đế. Đây là một hội đại họa, là một thảm kịch mà khắp cả Tây Mạc, phần đồ trong Phật quốc ức vạn dặm, tất cả đều đã chết. Vũ trụ bát hoang, niệm lực của chúng sinh thêm vào tới đây đều nổ tung rồi. Có trí tôn cổ đại nói nho nhỏ, ngay cả bọn họ đều động dung. Loại bại vong này quá mức thảm thiết, thường vòng quá lớn, bị thường thảm liệt tới cực điểm. À gì đả Phật! Mảnh vỡ của Tu Di Sơn vỡ tan kia cùng nhau vọt ra, mặt trên có oan hồn ai oán khóc than ước ừ vạn sinh linh chết oan chết uổng, tất cả đều tan biến, đó là hồn niệm không cam lòng của họ. Trong nháy mắt, những tiếng ai oán này tất cả đều biến mất, bọn họ hóa thành từng mảng lớn màn mưa ánh sáng, lạc ấn trên con đường thành tiên, tiếp tục cấu trúc cho con đường này. Điều này làm cho mọi người đều trợn mắt nhìn trân trối, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nói tất cả các loại cảnh vật chứng kiến trên con đường đều là sự thật là người ngày xưa ngã xuống, hòa tan hình thành ở trong đó chăng? Thất bại rồi, ngay cả Phật môn dựa vào lực của chúng sinh đều thất bại, còn có ai để đánh đi vào được nữa? Chỉ có người đường thời thành đạo mới có thể thành tiên. Điều này làm cho người ta tuyệt vọng, kết cục này khiến người ta không biết nói gì, chỉ tràn ngập bi thương mà không làm sao được. Không có người nào có thể thành tiên, thật sự dao động tín niệm của mọi người. Có tiên không? Có thể trường sinh không? Như thế nào để làm được? Điều này làm cho mọi người kinh nghi. Kết quả này làm tan biến không chỉ có sinh mệnh của trí tôn cổ đại, cũng làm tan biến hy vọng và chờ đợi trong dáng đạc đồng của thế nhân. Tù di sơn vỡ nát tan tành, bị nhiễm đỏ máu tươi, đỉnh núi đại lội âm tự đổ sụp hơn phần nửa. Các loại kiến trúc trên đó đều bị tổn hại. Huyền không tự, các tự cũng rách nát, thiếu chút nữa đều tan biến. Trong đồng núi vô tận tin ngưỡng lực dường như khô cạn, không còn có một tiên nào tràn ra. Điện thờ Tu Di Sơn vỡ ra, tách nát ra. Hai bên trời mà bay đi. Một lần nữa lại đáp xuống Tây Mạc. Bắt đầu từ hôm nay, các Tây Thổ rơi vào tĩnh mịch, không còn ức vạn dặm Phật Quốc, không còn hào quang hào sáng ngời, không còn có thanh âm tụng kinh, không còn có khí tưởng hỏa nữa. Tây Mạc trở thành một vùng đất chết. Đúng lúc này, hoang chủ lại một lần nữa định ra tay, muốn đánh dập nát con đường thành tiên san bằng nơi này. Mà đồng thời ngay lúc đó, nam nhân khổng lồ bên cạnh nàng kia, toàn thân đều là bộ lông màu vàng cũng đi tới phía trước, muốn ra tay với trưởng sinh thiền tôn, chủ nhân của tiền lạc mộ. Chậm đã, ta biết ý người cho rằng kiếp này thất bại không thể có người thành tiên, định hủy diệt nơi đây, nhưng chúng ta không cam lòng, vẫn phải xông vào một lần nữa. Kỳ lân cổ hoàng nói, hắn cực kỳ bi thương và bị thương cực kỳ nghiêm trọng toàn thân đều là máu. Không sai, thà rằng chết trên tiên độ. Có chi tôn cổ đại khác cũng nói, kết cục của bọn họ đã chủ định, đều muốn với chiến mà chết. Ta không muốn chết, hiện tại ta cũng không nghĩ buông bỏ con đường thành tiên đâu. Thạch Hoàng nói giọng lạnh căm, cầm đại kích đứng đó. Tốt lắm, ta cho người thời gian, nếu người chết trên tiên lộ thì thôi, nếu người trở về chiến một trận giải quyết ẩn oán nam nhân cao lớn toàn thân đều là lông màu vàng nói phía trưởng sinh thiên tôn nơi nhân áo trắng xuất hiện một hồi mơ màng ngắn ngủi như là không có hồn phách ngay sau đó hồi phục phải lạnh lùng nhưng không ra tay nữa hiển nhiên trạng thái của nàng rất đặc biệt Chỉ tôn cổ đại cũng ngờ vực không hiểu bởi vì có cảm giác đây chỉ là một khối thể xác vô thượng mà thôi nguyên thần khi có khi không các người đều nhìn thấy đây là con đường thành tiên hãy nhìn cho kỹ pháp của chúng ta, đạo của chúng ta, con đường của chúng ta. có chi tồn dần tộc quá to, truyền tới vực ngoại, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết nhảy vọt vào trong hang động thành tiên, đi làm một cố gắng và thử nghiệm cuối cùng. Có cổ hoàng lại nhảy vào hang động thành tiên, bắt đầu đọ sức với tính mệnh lần cuối. Ta như thiêu thần lao đầu vào lửa, ở trên tiên lộ nghe khúc ca mai táng chính mình. Ta không hề cam lòng, nhưng dứt khoát xác minh đạo của ta, đạp trên con đường thành tiên, ta còn sống, ta phải đi tới phía trước. Con người bị thường kêu gạo. Cả đời này kiếp này ta đã trải qua, ta từng tồn tại, cái chết với ta không tính là gì. Dùng sinh bệnh sắp tắt của ta, đi nghiệm chứng pháp thành tiên. Dùng máu còn đóng của ta, đi tới đẫm con đường thành tiên. Đạo của ta, mạng của ta, cả đời của ta, thiểu đốt trong ánh lửa, nở rộ hào quang. Chí tồn bị thường kêu lên vang khắp thiên địa họ đã từng thống ngự hết thảy vũ trụ hồng hoang, chiến đấu khắp trên trời dưới đất vô địch thủ, từng bệ nghệ nhân gian giới, không có chuyện gì họ không làm được, không có địch nhân nào họ không trấn áp được. Thế mà ngày nay lại phải kết thúc như vậy. Ngoại trừ hai trí tôn vỡ vụn thành máu và xương trắng, các trí tôn cổ đại khác đều vọt đi vào, muốn thực hiện một lần đọ sức cuối cùng. Cuối cùng nơi này trở thành hỗn độn, có máu bắn tung tóe, có tiếng bi ca truyền ra cường đại như trí tôn vô thượng cũng không thay đổi được kết cục này. Kiếp này không người nào có thể thành tiên. Mọi người đều thất bại, chung quy là không thay đổi được những kết quả của kiếp này, không thể đánh đi vào trong. Buồn đời thành không, con đường của ta tới cuối rồi, nếu đã như thế, cứ quay về trong thiên địa này đi. Có trí tôn thật là tiêu sái ung dung, như đèn hết dầu, không còn một tia huyết khí, nguyên thần mục nát, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp hóa đạo, màn ánh sáng bốc lên. Phốc một tiếng, còn có người không kịp nói ra câu nào, thật sự là đi tới cuối sinh mệnh, mới vừa rời khỏi hang động hỗn độn, liền trực tiếp nổ tung, trở thành máu đỏ, xương trắng. Còn có ai không có đi ra chứ, còn có một mình trường sinh thiên tôn ở trong đó. nhưng chi tôn này đều sắp không chịu được, tất cả đều sinh mệnh không còn nhiều, kỳ thật lần đầu tiên trở ra cũng đã như thế, lần thứ hai xông vào tiên quan phải tiêu hao càng nhiều hơn mọi người đều sinh bệnh sắp tắt liền tiêm hai người đã mất đi đại đế nhân tộc đã chết người đó khẳng định lật đế của nhân tộc huyết khí khổ cạn cứ như vậy kết thúc trong ảm đạm ở vực ngoại mọi người than thở có mức đáng tiếc vô địch muôn đời lại cứ như vậy mà kết thúc trong tiếc nuối kỳ lân cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng toàn thân đậm máu bay lên trời lập tức chìm sâu vào trong vũ trụ chấn khiếp mọi người đều phát run, cảm giác như là tai vạ đến nơi. Nhưng mà thân ảnh cổ hoàng không ngừng lại, cũng không quan tâm tới bọn họ, chỉ khoảnh khắc xẹt qua tới mấy vạn tinh hệ, đi tới một bên bờ vũ trụ khác, không buồn xuống trên một viên sinh mệnh cổ tinh thật rộng lớn. Thân thể của hắn lào đảo nghiêng ngả tới đuôi, thay cổ hoàng bệ nghệ chín tầng trời mười tầng đất, chưa từng có loại cảnh tượng thê thảm này. Cả đời vô địch cường thế, kết quả là lại thê lương và bi thương như vậy. Bước chân từng đạp vỡ vũ trụ hồng hoang, giữa khắc này lưu lại chỉ còn một chuỗi máu theo dấu chân, giải theo máu hồng của hồng hoàng mà đi, thần thể lại động dữ dội. Phụ thân! Họa lân nhi xuất hiện cực kỳ bê ai, kêu to xé nát tim can. Nàng rất nhanh phóng vọt tới, nhào vào lòng kỳ lân cổ hoàng, toàn thân đẫm máu. Tiểu tâm, ta sắp không khống chế được sát khí, máu này có thể sẽ làm bị thương đến con. Kỳ lân cổ hoàng, cặp bàn tay kia có thể hái sao, lấy trăng trên trời, có thể dập nát ức vạn tinh hà. Lúc này đã không ổn định, đưa lên bàn tay run rẩy lau đi những máu hoàng trên mặt con gái, trong mắt tràn ngập tử ái. Họa lân nhi lớn tiếng khóc ròng, nước mắt thành chuỗi rời xuống. Phụ thân từng quân lâm trên trời dưới đất, quan sát vạn giới chư thiên, như cả đời vô địch là một cường thể biết bao ngày nay lại trở thành hình dạng này, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương nặng không thể tưởng tượng, lạc lừ lảo đảo đứng không vững, sinh bệnh sắp đi đến trung điểm. Một người cường đại như thế mà ngày nay lại rơi vào cảnh tượng thê lương như vậy, làm cho tim nàng bị như đào cắt, ôm lấy kỳ lân cổ hoàng, lên tiếng khóc lớn. Phụ thân, đừng rời bỏ con, người phải sống sót, nhất định phải sống sót. Thân ảnh nam nhân này từng vĩ ngạn, cao không thể với tới, độc nhất vô nhị, chín tầng trời, 10 tầng đất, tất cả anh kiệt đều phải nhìn lên, bao gồm thần đều phải quỷ sát xuống lễ bái hắn. Nhưng ngày nay, hắn có vẻ xa suốt, bàn tay đều run run, hắn không thể trông đỡ thân thể của chính mình, thân hình loạn choạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, muốn cố gắng lau sạch nước mắt cho con gái của mình cũng không được nữa rồi. Không còn là thái cổ hoàng trí cao vô thượng ngày xưa, lúc này hắn chỉ là một người cha già không đỡ xa rời đứa con nhỏ, không còn là cặp mắt bức người mà rất ảm đạm, toàn thân không cam lòng, không yên lòng cho con gái của mình, luyến tiếc buông tay, dùng bàn tay thô ráp run rẩy vuốt ve gương mặt của nàng không chịu rời. Cà cà, Quỳnh đang ở đâu? Mau trở về gặp phụ thân, người đã trở lại rồi. Hỏa lần gì khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm đây lão kỳ lần hoàng, cổ hoàng đã không trụ được nữa rồi, như đèn sắp hết dầu từng là cổ hoàng một thế hệ vô cùng cường đại, lại có tuổi già ảm đạm như vậy, không đủ sức xoay chuyển trời đất, già cả đến sắp không thể khống chế được thân thể mình. Hắn ở vũ trụ biên hoàng sống tốt lắm. Kỳ lần hoàng khẽ nói, trên mặt đầy vẻ dịu dàng tự ái, không giống chút nào với vẻ uy nghiêm vô thượng ngày xưa. Lúc này chỉ còn là một người cha hiền tử. Nhưng mà hắn lại thỉnh thoảng ho ra máu, máu đỏ tươi vô cùng kinh tâm. Hắn đang cố gắng khắc chế không để cho bản thân hoàng thể làm tổn thương đến con gái. Tuy rằng suy yếu, nhưng chỉ là thi thể cũng có thể dập nát vạn vật. Phụ thân van cầu người, nhất định phải sống sót, còn không muốn xa cách người đâu. Họa lân nhi khóc đến cổ họng đều khô rát, ánh mắt đỏ rực, nàng chưa từng có sợ hãi giống như hôm nay, như là một cô bé bất lực, đáng thương, một mình đi trên đường rét lạnh giữa đêm khuya. Ta cũng muốn sống sót, luyến tiếc các con, nhưng con người cũng có lúc cuối cùng chung quy là phải chết trường sinh thật là khó kỳ lân cổ hoàng cảm thái nói một câu lại ho ra một ngụm máu đỏ tươi luôn phải có biện pháp nhất định có thể sống sót phụ thân có thể từ thái cổ bình yên vô sự sống đến hôm nay tất nhiên còn có thể tiếp tục trường tồn hỏa là nhì khóc lớn rồi nói còn cái ngốc của ta đó là phải trả cái giá thảm trọng nhất mới làm được phải chém bỏ đạo vị của cổ hoàng mới được vậy ngày nay nguyên thần đã bục nát phụ thân còn có thể làm được gì đây kỳ đơn cổ hoàng khẽ nói rồi sau đó con ngươi trong mắt của hắn đột nhiên lóa sáng rực rỡ rồi nói tiếp vì phụ ở trên con đường thành tiên chứng kiến và nghe được đều là chấn động thế gian có thể trợ giúp hậu nhân thành tiên nhưng đó không thể để lại cho con làm như vậy chỉ sẽ làm hại con nói tới đây hắn ngẩng đầu nhìn lên thinh không rồi sau đó ngay xương trán sáng rực lên, lạc ấn một số cảm ngộ tinh thần, toàn bộ đánh vào trong vũ trụ, hóa thành một màn ánh sáng sáng đạc. Con đường thành tiên của ta, pháp thành tiên của ta, kỳ lân hoàng ta chứng kiến và hiểu được trên con đường, hết thảy chưa đựng trong đó, không giao cho con gái, không truyền cho con trai, tạm lưu lại cho người có duyên. Tiếng đói của kỳ lân hoàng chấn động vũ trụ bát hoang, làm cho cả nhân gian giới đều lay động một trận. Đây là hoàng của thái cổ, trí cao vô thượng, vô cùng khủng bố. Lưu lại loại vật này cho hậu đại, hắn sợ làm hại con đối dòng. Trên thế gian này, còn có tồn tại vô thượng, có thể nhận được thứ này. Hắn trực tiếp đánh vào vũ trụ, chiếu sáng, nhìn chín tầng, 10 tầng, và để cho mọi người vào hư không vũ trụ tìm kiếm. Phụ thân! Hỏa lần nhìn nhìn thấy lão phụ thân đã như vậy, mà còn lo lắng cho huynh bụi bọn họ, những điều này đều là sự quan ái nồng đậm khiến cho nàng càng thêm đứt từng khúc ruột trên thân thể lão cổ hoàng bắt đầu xuất hiện điểm sáng đây là dấu hiệu sắp hóa đạo rốt cuộc hắn không kiên trì được nữa lúc ở trên con đường thành tiên loại dấu hiệu này cũng đã rất rõ ràng nhưng bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống giờ phút này rốt cuộc đã tới lúc trung điểm rồi kỳ lần cổ hoàng không đành lòng nhìn thoáng qua con cái như là muốn ghi tạc bóng dáng của nàng trong lòng rồi sau đó chậm rãi mà hữu lực đẩy hỏa lân nhi ra phải một mình ra đi tới giờ khắc này hỏa lân nhi biết cuối cùng không thể vãn hồi phụ thân có thể bắt chư thần phải thần phục có thể đi vào bất tử sơn mỗi ngày hay lấy ngộ đạo trà nấu cho nàng uống nước từ nay phải rời bỏ thế gian rồi nam nhân cường đại nhất phụ thân tự ái nhất sinh mệnh đã khô kiệt sắp sửa vĩnh biệt với nàng phụ thân hỏa lân nhi vươn tay chụp lại nhưng cái gì cũng không nắm được, nàng khóc lớn. Còn hy vọng kiếp sau, vĩnh viễn được làm con gái của người. Phụ thân, người không được quên con, vĩnh viễn là con gái của người. Nước mắt làm mờ hai mắt của nàng, trong lòng cực kỳ bi ai tới cực điểm. Ở thời thái cổ, đã từng sinh ly tử biệt. Ngày nay lại một lần nữa gặp phải. Lần này đúng thật là vĩnh biệt, khiến nàng khó có thể chịu đựng. Trên bầu trời, kỳ đơn hoàng đang hóa đạo, biến thành màn ánh sáng, tuy nhiên tất cả tiên quang đều bị hắn khống chế cho nhằm về phía vực ngoại không hề quên nhiễu đời này mảy may, may chút nào hơn nữa tất cả máu huyết cũng đều thiêu đốt cũng không lưu lại một giọt máu cuối cùng vào thời khắc bấu chốt hắn lại chặn đứt áp chế đạo tắc nào đó làm cho những tiền thiền kia vỡ nát và không thể trở thành công cụm xiềng xích cho con gái hắn cuối cùng nhìn thoáng qua một vòng lão cổ hoàng thét dài một tiếng chấn động vòng trời hư không rồi hắn nó thành một mảng sáng rực biến mất ở biên hoàng vũ trụ hỏa lần nhì khóc đến ngất đi bất lực chụp vào hư không lớn tiếng khóc ròng nàng rõ ràng thấy được sự thương cảm trong mắt phụ thân cường thế đó là thần sắc nàng chưa từng nhìn thấy tràn gặp sự không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa nàng mà đi cổ hoàng tổ hoàng vô thượng cả viên cổ tinh, tất cả kỳ lần bộ tộc đều bị kinh động. Mọi người vọt tới bi thiết quỷ trên mặt đất là để tiễn đưa màn ánh sáng kia đi xa. Ở biên hoàng vũ trụ, đây là một địa phương cực kỳ lạnh lẽo. Trên một viên vẫn thạch, một nam nhân ở trần để lộ nửa thân trên. Toàn thân cơ thịt nổi vòng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tìm hiểu đạo của chính mình. Hắn sinh có một đầu tóc dài màu lam. Thoạt nhìn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại có một loại tang thương như là đã trải qua rất nhiều thương tâm, lưu lạc tới đây là một kẻ tu khổ hạnh. Ngay giờ khắc này, hắn đột nhiên mở choàng mắt, bắn ra hai tia sáng hoảng sợ, rồi sau đó tay ôm ngực, gần như hít thở không thông, rùn giọng nói. Là ai? Là muội muội sao? Không đúng, đến tột cùng là ai? Một người thân cận nhất vừa chết đi. Đôi mắt của hắn đột nhiên mở thật to, rồi sau đó đứng bật lên. Toàn thân bộc phát ra hào quang rực rỡ, nhìn về hướng bắc đầu tinh vực xa xa, phát run rồi nói. Chẳng lẽ là phụ thân à? Không thể nào. Hắn chính là hỏa kỳ tử, sau một trận chiến với đạo nhất, hắn biến mất nhiều năm, vẫn lưu lạc ở biên hoàng vũ trụ, đại chiến với các loại sinh vật cổ quái, tiến hành khổ thu theo cách vào địa ngục. Năm đó, hắn từ trong thần nguyên sống lại, sau đó từng luôn luôn quanh quẩn ở ngoài vùng cấm thái sơ, bởi vì hắn vẫn hoài nghi phụ thân của hắn chưa chết, trực xác thực sâu sắc dọa người. Giờ khác này, hắn sợ hãi, không kiềm đổi bi thương gạo trống, hắn không thể lập tức quay về bắt đầu. Một mảnh ánh sáng chói mắt vượt ngang không trung, nở rộ ở cách đó không xa, rồi ngưng tụ thành hình một thân ảnh vĩ ngạn, đúng là hình dáng của kỳ lân hoàng lúc đỉnh phong nhất, đang uy nghiêm nhìn hắn. Phụ thân, Hoa Kỳ tử kêu to, được mặt tuồn rơi phủ mờ hai mắt hắn biết phụ thân mình đã ngã xuống đây là ân ký bất diệt cuối cùng chạy tới nơi đây muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng người là con của thái cổ hoàng không nên rời lệ chỉ có thể đổ máu người phải có tín niệm vô địch tin tưởng vững chắc còn cường đại hơn so với ta thay đổi của kỳ lân hoàng hoàn toàn bất đồng với khi gặp con gái con gái chỉ dùng để yêu thương con trai lại là nối dõi ý chí của hắn nghiêm khắc thúc giục, ký thác hy vọng của hắn để hoàn thành giấc mộng hắn chưa thực hiện được. Ngươi phải tin tưởng vững chắc chính mình cường đại nhất, chỉ vì ngươi là con của kỳ lân hoàng, là hy vọng của ta, càng phải vượt qua ta. Kỳ lân cổ hoàng gào to. Tới cuối cùng, hắn lại thở dài, ánh mắt lộ ra một tia tử ái rồi nói, ngươi đã làm tốt lắm. Phụ hoàng, hoặc kỳ tử giống to như đổi điên phóng tới phía trước, nhưng màn ánh sáng kia trực tiếp xa rách hư không, táng chính mình vào vũ trụ vô ngần, rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn không nghĩ để đứa con mình bị pháp tác hoàng đạo gây thương tích. Một thế hệ cổ hoàng cứ như vậy kết thúc. Trên con đường thành tiên, thạch hoàng cười lạnh, lạnh đùng nhìn quét qua thiên hạ rồi nói. Chết ư, ta không cam lòng, cũng không nguyện ý. Mạng của ta thực hiện kiên cường, kiếp này còn không nên kết thúc. Không tính thần ngã của A-di-đà-phật đại đế, tổng tất cả 11 vị trí tôn bước trên con đường thành tiên. Ngày nay đã có 5 người đại đế và trí tôn ngã xuống. Chỉ còn là những lời nói kia nên lưu lại pháp thành tiên cho người đời sau. Dùng sinh mệnh và nhiệt huyết của chính mình đi nghiệm chứng. Bọn họ ở trước khi chết đi đã lạc ấn cảm ngộ của mình trên con đường thành tiên đánh vào trong vũ trụ để lại cho người đời sau. Ngày nay người còn lại gần như đều là kẻ khởi xướng hắc ám náo động lớn nhất từng huyết tẩy các vực hoặc là thiên tôn cổ thần bí của thời đại thần thoại trường sinh thiên tôn chẳng lẽ người ngã xuống trong hang động phi tiên rồi sao người khổng lồ đến từ cấm địa thái cổ thét lớn toàn thân lông vàng phát sáng rực rỡ chói mắt làm cho mọi người không mở hai mắt ra được mọi người đều giật mình kinh sợ hắn rốt cuộc có lai lịch gì đây thánh thể đại thành duy nhất sống sót một vị trí tôn cổ đại nói nho nhỏ mặc dù ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, nhưng hắn vẫn như cũ, cố kiên trì, ánh mắt lãnh liệt nhìn quét lục hợp bát hoang. Cái gì chứ? Một số người ở vực ngoại nghe được thanh âm của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Nam nhân hùng vĩ kia, toàn thân lông màu vàng không ngờ lại là một vị thánh thể đại thành, quá mức rung động. Ngày này biết được manh mối, chủ nhân trước kia của cấm địa Thái Cổ là thánh thể đại thành của nhân tộc biến thành, nhập chủ nơi đó chủ nhân tiên làng mộ, ngoại trừ là trường sinh thiên tôn, cũng là từng làm chủ nhân của địa phủ. Mặc dù thời gian thật ngắn ngủi, hơn nữa còn từng phát động hắc ám náo động cùng với thánh thể đại thành có một đoạn ân oán tình cựu. Một vị trí tôn cổ đại tự nói, nó trả ẩn tình trong đó. Điều này thật sự khiến người ta càng rung động hơn. Chủ nhân của tiên lang mộ lai lịch thật sự quá lớn, quá mức kinh người. Đây là trưởng sinh thiên tôn của thời đại thần thoại cũng thôi đi, không ngờ lại còn từng là chủ nhân địa phủ, quả thực khiến người ta trợn mắt, há mộp. Chuyện này thật quá khó tin, rất nhiều người đều nói không nên lời. Quá mức vi phạm, vẫn có tưởng tượng của mọi người. Có lời đồn đại rằng, thanh thể lúc tuổi già sẽ phát sinh bất thường, sinh ra là thi mạo đáng sợ. Điều này dĩ nhiên là sự thật. Tuy nhiên, vì thanh thể đại thành này dường như khắc chế được, vẫn giữ được thần thức thanh tịnh. Ngoài trực thường sinh thiên tôn năm vị trí tôn còn sống khác đều dựng thân trên con đường thành tiên, không có dấu hiệu hóa đạo, đều đang đau khổ chống đỡ, không cam lòng ngã xuống. Vì sao ta cảm giác tình thế hỗn loạn lớn nhất, muôn đời còn chưa kết thúc, những trí tôn này... Có lão đại thánh kinh sợ nói ra, rồi sau đó lập tức im bặt. Đi, rời khỏi nơi này mau. Có một vị chuẩn đế cảm giác sợn tóc gáy, trước tiên xé rách vũ trụ, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều nhích động, cảm ứng không hiểu trước đây lại xuất hiện. Luôn cảm thấy thiên địa này sắp có biến cố lớn, nhất là địa phương này luôn làm cho bọn họ sợn tóc gáy. Ở vùng ngoại, một cái đỉnh phong cách cổ xưa đang tới gần, từ chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi bay tới. Trên cái đỉnh đồng xanh đầy rỉ xét loang độ, trên thực tế đã sắp không còn hình dạng của một cái đỉnh, là từ mảnh nhỏ hợp lại mà thành, còn thiếu hơn phân nửa, chung quanh còn trống hoác nếu Diệp Phạm có mặt ở chỗ này, nhận định sẽ khiếp sợ. Đây là cái đỉnh đồng xanh của đế tôn lưu lại, mà lại còn có hơn một phần ba như vậy. Dường như còn nhiều mảnh hơn cái đỉnh của hắn nắm giữ. Chủ nhân tiên năng mộ, trường sinh thiên tôn, cuối đời của người đã tới rồi. Người là một tội nhân không thể tha tứ của thiên đình. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào rống chấn động cả thiên địa. Cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang rực rỡ, lay động ra tia sáng lạng, trực tiếp xé mở hư không hoàn toàn sống lại, đánh vào con đường thành tiên, chìm sâu vào hang động hỗn độn không phải vì thành tiên mà đến đây là chặt đánh đứt đoạn con đường thành tiên, diệt sát trường sinh thiên tôn, chủ nhân của tiền lạc bộ một đám được xưng là người của thần là tộc đàn con sót lại của thiên đình à có người nói nhỏ mọi người đều không nghĩ tới tổ chức thần lại còn nắm giữ một phần ba cái đỉnh đồng xanh, ngày nay không tiếc cái giá phải trả đánh ra muốn đánh cho đất đoạn hẳn, tiền lộ diệt sát chủ nhân của tiền làng mộ. Điều này quá mức trúng động lòng người, tiền khí dứt mẻ kia đang tiêu đốt là dấu hiệu báo trước muốn tự bảo, quá mức kinh nhân. Đây là không tiếc hết thảy cái giá phải trả để tiêu diệt trường sinh thiên tôn, có phải là mối cừu hận lớn biết bao nhiêu chứ? Nếu không vì ngươi, thiên đình đâu có tan vỡ, đế tôn cũng hơn phần nửa sẽ thành công. Tội nhân của muôn đời, đừng kéo dài hơi tàn nữa từ đó tuyệt mệnh đi. Có thể nghĩ mà biết, bọn họ chờ đợi cơ hội này cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm. Đến tận hôm nay, mới có cơ hội xuống tay thi triển một chiêu trí mạng như vậy. Tiền khí của đế tôn, các đỉnh đồng xanh xuất hiện, đánh vào trong hang động hỗn độn. Ai cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một màn kinh ngợi như vậy. Thiên đình cổ tuy rằng tan vỡ, nhưng vẫn còn có di tộc, mà tổ chức này vô cùng cường đại, dám diệt sát trưởng sinh thiên tôn hôm nay phát sinh liên tiếp nhiều chuyện chuyện nào chuyện đó đều là kịch biến khiếp sợ muôn đời khiến người ta trố mắt nhìn trân rối còn nói không ra lời hàng động thành tiền vỡ nát tan tành hoàn toàn nổ tung tiền lộ thật sự bị cắt đứt bởi vì tiên khí cái đỉnh đồng xanh đã giải thể ở trong đó thiêu đốt nổ tung đây là một loại biến cố kinh nhân ai cũng không nghĩ tới có người ngay cả trí tôn cổ đại đều dám giết điều này vượt qua hiểu biết của thế nhân quá mức chấn động. Từ xưa đến nay, có ai dám làm như vậy chứ? Trừ vi là đại đế cổ sống lại, ở vào trạng thái đỉnh phong mới có loại quyết đoán này, mới dám tấn công cấm địa sinh mệnh. Hiển nhiên, người của thiên đình nhất mạch lợi dụng cơ hội này, nắm chắc rất chuẩn xác. Trường sinh thiên tôn đã suy yếu tới cực điểm, sắp sửa diệt vong, và lại còn đang ở trong hang động hỗn độn đáng sợ nhất. Dưới tình huống đó, trong một kiện tiền khí giải thể cái loại lực lượng này không thể tưởng tượng, địa phương này cái gì cũng không còn lại, đều bị đánh cho thành một bịt. Mấy vị trí tôn cổ đại cũng không có đứng ở nơi đó, bởi vì một đời này sắp kết thúc, con đường thành tiên không còn có ý nghĩa gì. Trước đó, 11 một trí tôn ra tay, sau đó vũ thủy đại đế ném bất tử đạo nhân điền vào hang động phi thiên, lại có Phật môn muôn đời tu di sơn nổ tung mà mất đi. Con đường này vốn đã sắp bị hủy diệt tới giờ khắc này, chút của không chịu nổi hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. cái loại tiên quang bay múa, màn ánh sáng giống như tinh tú mờ mịt bát ngát, bay ra khắp bốn phương tám hướng. người ở vực ngoại đều cảm giác được không đúng, lập tức bỏ chạy hơn phân nửa. tới cảnh giới như vậy rồi, đều có thể vượt qua vũ trụ, không có một ai là kẻ tầm thường. bất kể giáo tổ một phương hay là hiền giả thượng cổ, phần lớn cũng không còn thấy bóng sáng chỉ có các lão nhân thọ nguyên khô cạn, sinh mệnh không còn bao lâu nên ở lại. Họ thật sự không cam lòng, mặc dù lúc này rời đi cũng chỉ phải tỏa hóa ở trên đường thôi. Cái đỉnh đồng xanh giải thể, nó vốn chính là từ mảnh nhỏ tạo thành. Ngày nay, một lần nữa tách ra, bắn ra bốn phường tám hướng, uy lực cực kỳ lớn. Nếu không nhớ có mấy vị trí tôn đứng ở chỗ này, đừng nói là bắt đầu, ngay cả các tinh vực chung quanh đều phải dập nát. Dù vậy, các loại hào quang bay múa nhằm ra bốn phương tám hướng có rơi vào rồi trong tay của chi tôn cổ đại có trực tiếp biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ tối đen một mảnh lên một mảnh đồng cũ nát cứ như vậy phần tán đi thiên đình đã sụp đổ bình khí này cũng khó mà hoàn chỉnh lưu lại cũng vô dụng còn không bằng để cho nó tiễn đưa người ra đi trong vũ trụ lạnh giá có một thanh âm lạnh lẽo đó là mối cừu hận khắc cốt kỳ tâm vì để giết trưởng sinh thiên tôn, kẻ từng là chủ nhân của địa phủ, dù làm cho cái đỉnh đồng xanh giải thể cũng không tử, mối cửu hận của họ thật sự còn là thâm sâu hơn so với đáy biển. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, bỗng nhiên vọt lên một dao động thật lớn, cực kỳ khủng khiếp, trường sinh thiên tôn toàn thân đẫm máu, rách tung tóe, không còn hình người, thiếu chút nữa đã hình thành câu diện. Đây chính là một vị trí tôn cổ đại, mà lại bị thương nặng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn vẫn chưa chết, ngoan cường còn sống, khiến người ta rung động, không hồ là thiên tôn khai sáng bí quyết chữ giả, có thể vượt qua năm tháng dài lâu như vậy, không phải là không có đạo lý. Huyết khí của hắn đã không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đang thiêu đốt chữa trị thân thể, trị liệu đạo thương. Ông một tiếng, một tiếng vang nhỏ, thái dương tình bị dập tắt, từng luồng tinh khí tiên tiên vọt tới, chìm sâu vào trong cơ thể trưởng sinh thiên tôn, Chữa thường cho hắn Người còn lại ở vực ngoại đều rúng động Bắt đầu từ nay về sau Không còn có mặt trời Cái đỉnh đồng xanh được xưng là tiên khí Tuy rằng chỉ còn lại một phần ba Nhưng vân dư cũ khủng bố đến mức tận cùng Nó hoàn toàn nổ tung Uy lực không thể tưởng tượng Dù bao nhiêu chuẩn đế đến Đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ Dù vạn người tới đều phải lấp đầy hố Nhưng mà trí tôn Của thời đại thần thoại Lại cứng rắn chống lại được mặc dù là ở trong hang động phi tiên, mặc dù là trước đó đã sắp chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn còn khủng bố như vậy, hướng tới thế nhân thể hiện như thế nào là trí tôn vô thượng. Trường sinh thiên tôn tu bổ thương thế, thân thể sắp đứt đoạn trọng tổ lại, bước một bước ra khỏi khu vực hỗn độn, con người lạnh đến mức có thể trực tiếp đóng băng vũ trụ. Hai mắt của hắn bắn ra hàn quang, tuy rằng thọ nguyên không còn nhiều, nhưng vẫn như cũ cường đại cái thế, hắn định đi ra hướng vực ngoại đánh chết dương nghiệt của thiên định. ầm một tiếng, đột nhiên vọt lên một cỗ huyết khí màu vàng ngập trời ngăn chặn trưởng sinh thiên tôn. Thanh thể đại thành đi tới, lạnh lùng nói, ta sinh mệnh không còn nhiều, người cũng đã tới từng bước này, lúc này trên một trận cũng không tính là ức kiếp ngươi. Muôn đời đến nay, đại chiến giữa trí tôn quá mức hiếm thấy, cũng chỉ có ở niên đại hắc ám mới có, mà để lộ ra trước mắt thế nhân lại càng hiếm có. Ngày nay, lại sắp có một trận chiến. Nữ nhân áo trắng kia ra tay đánh một trường vỡ nát hỗn độn hoàn toàn chôn vùi con đường thành tiên. nàng đứng riêng một mình ở nơi đó lơ lửng giữa xương mù, thoạt nhìn xuất trần tuyệt thế. Ngày sau đó mấy vị trí tôn cổ đại đều rời nơi đây chạy ra khỏi khu vực phong bạo hỗn độn đáng sợ kia, bởi vì nơi này hết thảy đều đã kết thúc. Hoàng chủ cũng không ngoại lệ, tay áo phất phơ giống như phỉ tiên bay lên trên vòm trời nam vực vô thủy trung kêu lên tiếng chuông vang vọng vũ trụ bát hoang nó quay ngược đường của nó không ngờ lại trấn áp xuống dưới một mình tiến vào trong cái khe tiên độ lớn vỡ nát điền vào chỗ trống nó đây là định làm gì vĩnh viễn trấn áp trên con đường thành tiên sao mọi người còn lại ở vực ngoại đều cả kinh kêu lên tràn ngập sự khó hiểu chính là mấy vị trí tôn còn có thể sống sót cũng đều ngẩn ra sau đó con người sâu không lường được sương mù lượn đỡ ba phủ thân thể nhìn không ra thần sắc của họ bắc vực tử sơn vô thủy kinh vực ngoài có người phản ứng nhanh chóng lập tức bay thẳng tới hướng khu vực đồng hoàng muốn đi tới cổ hoàng sơn bắc vực nơi đó có rất nhiều bí mật mọi người đều muốn thu được đáng tiếc đã chậm mất rồi một đạo tiên quang rực rỡ bùng phát một quyển kinh thư đá thật lớn xé mở vũ trụ mang theo một viên đầu lâu trong suốt xé trời mà đi Ngoài ra còn có một con tiền vượng sáng lạ, lồng đuôi phát sáng đẹp kinh người. Nó dương cánh bay cao chìm sâu vào vũ trụ biên hoang, cùng với kinh thư, cùng nhau biến mất. Có trí tồn muôn động thủ, vô tủy trung nổ vang, chấn ra một gợn sóng dao động thật lớn, lập tức ngăn chặn lại, không để hắn đắc thủ. Có chi tồn khác còn người rực rỡ, đáng tiếc trung quỳ để lã muộn. Bàn thạch kinh kia có đường hỗn độn khí, sương mù lượn lờ vờn quanh, có thể ngăn cách hết thảy không thể suy tính, lại có được một loại dao động đại đế cùng với con tiên phượng kia hoàn toàn biến mất. Trời ơi, đó là vô thủy kinh, cứ như vậy bay đi sao? Vừa ngoại có người ngạc nhiên cảm thán, tràn gặp tiếc nuối. Một quyền kinh văn uy chấn cổ kim như vậy, chưa từng có người đặt xem qua. Hôm nay cơ hội khó có được, nhưng vẫn không có ai đắc thủ. Tử sơn vỡ nát tan tành, đứng vững muôn đời tới nay, rốt cuộc cũng đổ nát, đôi sụp xuống đất nứt ra, nơi đó trở thành phế tích thầy lương. Còn tiền phượng đó hẳn là thần hoàng bất tử dược. Không sai, nhận định chính là bất tử tiên dược đã từng làm bạn với vũ thủy đại đế, cũng theo thạch kinh bay đi mất rồi. Điều này làm cho mọi người càng thêm tiếc nuối. Đồng thời, mọi người cũng biết vì sao có trí tôn cổ đại động tâm. Dược tính của bất tử dược, mặc dù dùng có một lần sẽ giảm mạnh, khó có được tác dụng lớn nhưng dù sao đối với người có sinh mệnh sắp khô kiệt vẫn còn có tác dụng nhất định vô thủy trung chân áp xuống dừng ở trên con đường thành tiên theo những cái khe lớn đen sẫm kia khép kín kèm theo một tiếng chuông ngân vang lên lần cuối cùng nó hoàn toàn biến mất ở trong đó điều này có nghĩa từ nay về sau thế gian không bao giờ có thể thấy được vô thủy trùng nữa một màn cuối cùng mọi người đều nhìn thấy vô thủy trung ngăn chặn hang động hỗn độn rồi cùng với con đường thành tiên biến mất. Cứ như vậy kết thúc ư, mọi người đều than thở một tiếng. Táng đế tinh, cái gì kêu là táng đế tinh, ngày nay nhận được chứng minh toàn diện nhất. Thiền tồn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ, cùng với thần thai thánh linh, tất cả đều táng ở nơi này. Bài đại câm địa sinh mệnh chính là bài tòa phần mộ lớn. Xứng với cái tên táng đế tinh, ngày nay kết thúc như vậy cũng phù hợp với cái tên càng một tiếng, thanh thể đại thành quyết đấu với trường sinh thiên tôn, bất kể như thế nào đều chấn khiếp thế gian. Hắn dùng đầu quyền vô song cái thế, cứng rắn chống với trường sinh kiếm, phát ra hảo quang, làm cho vũ trụ đều lay động. Cả người còn không đi, chẳng lẽ muốn trở thành thức ăn cho người khác sao? Thanh thể đại thành quát to, chấn cho hư không vực ngoại đều nổ tung. Đây là một loại cảnh báo, mọi người ngoài bầu trời đều kinh sợ, tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, cảm giác tai vạ đến nơi, một câu cũng không nói, mọi người bay trốn thục mạng. Trận thải phát sáng, vực môn mở ra, các loại pháp trận sống lại, chứ hùng vượt qua tinh vực, bắt đầu thoát đi. Chỉ chốc lát sau, vực ngoại không còn lại bao nhiêu người, gần như tất cả tu sĩ đều chạy trốn. Chỉ có lão nhân suy yếu cùng với ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, không muốn rời đi, muốn táng thân mình ở nơi đây. Thánh thể đại thành rằng co với trưởng sinh thiên tôn một hội đại chiến cấp trí tôn vang dội cổ kim sẽ bạo phát. Còn người của họ là cảnh tượng hủy diệt rồi lại sáng lập vũ trụ, đáng sợ mà kinh nhân. Vực ngoài không lâu con quần hùng hội tụ, trong chớp mắt đã là một vùng trời hoang vắng, chỉ còn lại con lão tu sĩ dáng vẻ giả nua nặng nề. Thạch hoàng toàn thân đẫm máu, mặc giáp trụ màu đen, hắn cào lớn hùng vĩ như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở nơi đó, áp bức người ta, hít thở không thông. Hắn cầm trong tay thiên hoang kích, lạnh lùng, vô tình mà lẩm bẩm Vô dụng thôi, sớm một khắc, trễ một khắc, lại có gì khác nhau đâu. Dù là trốn tới biên hoang vũ trụ, cũng vô dụng. Đây là một hồi thịnh yến, chỉ tôn cổ đại xuất thế, hết thảy đều phải cải sửa, cũng chính là kỳ nguyên hắc ám trong việc thế nhân, mà lần này chính là tới một lần lớn nhất trên lịch sử. Ta còn không muốn chết, cho mượn tình hoa sinh bệnh các người dùng một chút, làm chậm lại xu thế lan rộng vết rách trên tiền thai tạ. Ngoại trừ trường sinh thiên tôn đang rằng co với thánh thể đại thành, năm đại trí tôn còn lại đều tất cả thần sắc lạnh lùng, như là một bức tường kỳ bí, vắt ngang ngăn chặn, áp à banh cho vũ trụ hồng hoang đều phải vỡ nát. Những thanh âm ác nghiệt này truyền ra các lục hợp bát hoang, chấn động vực ngoại, làm cho linh hồn mỗi người đều run rẩy phát lạnh từ đầu đến chân trong khung xương đều có hàn ý dày đặc, quá mức khiếp gợi, còn lại mấy vị trí tôn cổ đại sắp phải phát động hắc ám náo động đáng sợ nhất trên lịch sử. Con đường thành tiên kết thúc, không phải kết thúc tạo thành phong ba gió lốc, mà là chân chính bắt đầu tình thế hỗn loạn đáng sợ nhất, đại tai nạn khủng bố nhất trên lịch sử vừa mới mở màn. Mọi người đều biết, sự cảm đáng sợ trước đây đều không phải là không có nguyên nhân. Tình thế hỗn loạn lớn nhất lại không phải đã con đường thành tiên mà là hắc ám náo động lại một lần nữa sắp giáng xuống chư thánh chạy trốn nhưng đều có ích lợi sao đối với chí tôn mà nói vài bước là có thể vượt hư không nên biển hoàng vũ trụ lên trời xuống đất đều không thoát khỏi kiếp nạn này một vị chí tôn nhấc chân tung một cước lần này không hề khắc chế như trên con đường thành tiên khí tức cường hãn cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét chín tầng trời mười tầng đất tất cả tinh tú đều rung chuyển. Mà ở bắt đầu tinh vực, Giờ các này liền trực tiếp nứt vỡ. Tăng đế tinh, Giờ các này vỡ nát tan tành. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Chỉ một cước mà thôi, một thân ảnh cao lớn màu xanh tung ra một cước, trực tiếp làm cho bắt đầu tinh vực vỡ nát tan tành, rung động nhân gian giới. Cái gì mới là trí tôn? Đây chính là chứng minh thực lực đáng sợ của họ. Ngày nay táng đế tinh đối với bọn họ mà nói không còn có ý nghĩa. Một cước đã làm cho phiến tinh vực này diệt vong. Xa xa cũng không biết có bao nhiêu tình tú nổ tung như là đóa hoa pháo sáng, sáng lạng vô cùng, phi thường xinh đẹp, nhưng cũng có mức khủng bố tới cực hạn. Nhưng loại sáng lạng này phải trả cái giá quá lớn. Rất nhanh, phiến tinh vực này điện ảm đạm xuống, mà trên táng đế tinh nứt vỡ kia còn lại là một mảng bi ai âm u, đời đời đều là tiếng kêu khóc chuyển đến tiếng cười lạnh lùng không có một chút tình cảm cũng không biết có bao nhiêu ức vạn sinh linh chết đi tất cả hắn đều không mảy may để trong lòng xem chúng sinh như con kiến sinh linh ở trần giới bất kể phạm nhân hay là tu sĩ trong mắt của hắn ngay cả con trùng con kiến cũng không bằng một cước đạp xuống toàn bộ dập nát thành máu bùn giết chết sạch sẽ mà cái loại biểu tình cười lạnh lùng không để ở trong lòng của hắn này lại làm cho người ta phát lạnh hắn từng là một trong những trí tôn khởi xướng hắc ám đáo động lớn nhất. Hai tay dinh đẩy máu tanh, quá khứ cũng không biết đã giết chết bao nhiêu vị sinh linh, cần dùng ức làm đơn vị. Hắn chính là chủ nhân luân hồi, đế tử luân hồi hải, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, một tồn tại trí cao vô thượng, một thân mặc trên y vũ hóa thanh kim, lập lánh tia sáng lạnh như bằng. Con đường hắn đi qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, do ức vạn thi thể hài cốt sinh linh trồng chất mà thành. Tâm của hắn lạnh như hàn đao, cứng rắn so với sắt đá, khiến cho giết ngàn vạn sinh linh cũng không hề chớp mắt một cái. Thánh thể đại thành rống giận nói, Súc sinh, người là từ nhỏ yếu đó từng bước một đi tới, cuối cùng mới trở thành trí tôn vô thượng. Người xem bọn họ như cỏ rác, sớm muộn gì có một ngày, cũng có người sẽ xem ngươi như miếng thịt trên thớt gỗ. Người tốt hơn hết là quyết đấu với trường sinh thiên tôn đi chủ nhân của luân hồi thần sắc hở hững há mồm hút một cái trên sinh mệnh cậu tình vỡ nát tan tành kia từng cái tinh khí sinh mệnh bay tới hóa thành một dòng thác lũ toàn bộ chìm sâu vào trong miệng của hắn quá mức khủng bố đó là hàng ức sinh linh tất cả đều đã chết lúc này táng đế tinh hoàn toàn nứt ra rồi trùng châu bắc nguyên tây mạc nam lĩnh đồng hoàng nằm khu đại lục chia lìa lơ lửng trong vũ trụ vô tận sinh linh kêu khóc. Nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Máu đổ thành vũng, đã chết quá nhiều người. Trí tôn chỉ đạp một cước mà thôi, gần như đã tề liệt diệt thế. Từng cố trận đại đế gần như đều bị các giáo khi đi mang di chuyển. Trở đi từng khối từng khối trận thay, tàn trận còn thừa lại ở dưới bạo động. Sau khi con đường thành tiên mở ra, cũng bị phá hủy không còn nhiều. Cả viên đại tinh này đã mất đi vòng bảo hộ rất thảm thiết trên mặt đất kia từng khuôn mặt tóc trắng xóa thân hình lom khom leo lên trong vũng máu lầy lầy con gái của mình nơi đó kêu khóc đáng tiếc cỗ thi thể trẻ tuổi kia rốt cuộc không sống được con ta con của ta còn màu mở mắt đi tỉnh lại đi khắp mặt đất trở thành tràng địa ngục phàm là người trẻ tuổi tráng kiện sinh bệnh tinh khí đầy đủ rất nhiều nhiều đều ngã xuống trong vũng máu một lũ tinh khí căn nguyên nhất trong cơ thể lại bay lên mẫu thần ngã nhào trong vũng máu sớm mất đi sinh mệnh đứa con nhỏ bên cạnh đang cố gắng sờ soạn tìm hơi ấm rồi sau đó oa oa khóc lớn thẳng cho đến khi ngất đi mang theo nước mắt cuộn bình trong lòng mẫu thân dính đầy vết máu nhơ đây là một cảnh tượng địa ngục nhân gian quá mức bị thảm thanh thể đại thành gầm lên bỏ qua trường sinh thiên tôn còn không có bắt đầu chân chính quyết đâu với hắn về chuyển đánh về phía chủ nhân luân hồi nơi đó người một mình có thể ngăn cản năm sáu vị trí tồn chúng ta sao? Chủ nhân tiền làng mộ sẽ bỏ qua cho địch thủ nơi này sao? Chủ nhân luân hồi âm u nói, giết chết nhiều người như vậy, hắn vẫn như cũ là bình thản như vậy. Thanh kim tiền y trên người bắt đầu phát sáng, rực rỡ, lóa mắt, chấn nhiếp thế gian. Phụt một tiếng, trường sinh thiên tôn hít xong một hơi, trên mặt đất bắt đầu sinh mệnh, cổ địa tới mấy ngàn vạn sinh linh ngã nhào trong vũng máu từ trong cơ thể bay ra một luồng xương trắng, bay vọt lại đây, chìm sâu trong miệng hắn. Dày vỏ lâu như vậy, ta không muốn chết, không thấy tiên, sao có thể cam lòng. Trường sinh thiên tôn bình tĩnh nói, đối với hết thảy phát sinh trước mắt, hắn không hề quan tâm chút nào, hắn không muốn quan tâm, và hắn không muốn chết.